Sau khi phân tích kỹ một viên sỏi đen bí ẩn được phát hiện tại sa mạc Ai Cập cách đây một năm, nhóm các nhà khoa học xác nhận viên sỏi chính là mảnh vỡ của một ngôi sao chổi và được đặt tên là Hypatia. Nó là bằng chứng cho thấy sao chổi từng đâm vào trái đất từ 28 triệu năm trước. Sao chổi đã nổ tung trong khí quyển, làm cát dưới đất nóng tới 2.000 độ C và tạo ra một lượng lớn thủy tinh silica màu vàng trải rộng trên khắp 6.000 km2 của sa mạc Sahara. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện một mảnh thủy tinh silica có nguồn gốc từ sao chổi. Nó được dùng vào trang trí một chiếc châm của giới quý tộc thời vua Tutankhamen, nổi tiếng thời Ai Cập cổ đại. NASA và ESA tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ để thu nhặt một vài microgram chất liệu của sao chổi và mang về trái đất. Hiện nay, chúng tôi đã có cách tiếp cận từ nguồn gốc để nghiên cứu chất liệu này mà không phải tốn đến hàng tỷ đô la Mỹ nữa. Theo các nhà khoa học, sao chổi chính là những mảnh còn sót lại trong quá trình hình thành hệ năng lượng mặt trời cách đây 4,5 tỷ năm. Sao chổi đã nhiều lần va chạm với trái đất trong lịch sử. Trước đó, các nghiên cứu đã tìm ra những hạt bụi nhỏ trong thượng tầng khí quyển và bụi dầu carbon ở băng Nam Cực có nguồn gốc từ sao chổi.